Chị Hòa 83 có không? Đồng thế. Đồng thế. Đồng thế. Đông nhỉ? Đông nhỉ? Quay ra nào. Đấy, giờ mà đợt đó. Đây, mời chị. Mẹ ra phải cho em bé lên đây gặp bác sĩ. Này, từng nghĩ cho một cái đứa nào nó lụy tình quá nên là cứ mỗi lần thành công cứ phải đề cầm quà các thứ như ví dụ như kiểu rổ hoa, các cái không phải giỏ quả các thứ đến nhỉ? Mình xong thì thôi. Thì đấy, thật chẳng bao nhiêu tiền đấy đúng không? Đông người như thế. trồng sổ nhiều thế nhỉ? Gặp bác sĩ đừng có quay. Đi đẻ luôn.